Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành nghị quyết số 385 quy định về việc hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học khi được tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều giáo viên và kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Cô Trang đã có 4 năm là giáo viên hợp đồng của trường tiểu học và trung học cơ sở Tam Đa, huyện Phù Cử. Những năm học qua, mỗi tiết học cô Trang được trả thù lao 60.000 đồng. Thu nhập cả một tháng chỉ khoảng 5 triệu đồng. Rất nhiều lần cô Trang có ý định bỏ nghề. Khi biết Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành nghị quyết về mức hỗ trợ cho giáo viên tiểu học mầm non, cô Trang rất phấn khởi, vui mừng. Với cái mức hỗ trợ của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì tôi cảm thấy rất là vui. Có thể giúp tôi bỏ ra được một khoản để lo cho cuộc sống gia đình, tạo động lực để cho tôi gắn bó với nghề. Và tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà đối với các bạn sinh viên mới ra trường hay là với những thầy cô giáo đang dạy hợp đồng thì có thêm động lực để họ gắn bó với nghề, gắn bó với trường, lớp, với ngành giáo dục. Nghị quyết số 385 quy định giáo viên tiểu học sẽ được hỗ trợ 108 triệu đồng, giáo viên mầm non được hỗ trợ 162 triệu đồng, hỗ trợ một lần và không dùng để tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội và các trợ cấp khác. Để được nhận hỗ trợ, các thầy cô phải cam kết sẽ giảng dạy tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tối thiểu 10 năm. Những năm gần đây, với sự gia tăng dân số cơ học cùng những yêu cầu về đổi mới giáo dục, tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là bậc mầm non và tiểu học, diễn ra ở hầu hết các địa phương. Trong khi đó, việc tuyển dụng giáo viên gặp nhiều khó khăn do các yếu tố quy định như về tinh giản bộ máy, áp lực công việc, thu nhập thấp. Nghị quyết 385 được nhiều giáo viên đánh giá như một luồng gió mới, góp phần tháo gỡ những khó khăn, đồng thời là nguồn động viên để các thầy cô giáo tiếp tục gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Đây cũng là một nghị quyết tạo ra một cơ chế hết sức là đúng đắn và kịp thời để thu hút những giáo sinh có cái khả năng, năng lực tốt để về công tác giảng dạy. Đối với giáo viên thì đây là một cái sự quan tâm rất là lớn của Đảng, của Nhà nước và của các cấp lãnh đạo, cũng là một cái nguồn thúc đẩy sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã, đang và sắp tới đây sẽ tham gia vào ngành giáo dục và đặc biệt là đối với giáo dục mầm non. Mức hỗ trợ mà Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục nói chung, các thầy cô giáo nói riêng, tin tưởng rằng đây sẽ là động lực thúc đẩy các thầy cô thi đua đổi mới dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục.